Và như vậy, khi chúng ta xem đến video này thì các kiến thức về autocomplete cũng như multi autocomplete chúng ta đã nắm vững. Chúng ta đã biết cách tạo ra autocomplete, cũng như chúng ta biết cách kết tâm lại phần giao diện, kết tâm lại phần filter cho autocomplete. Như vậy, trong video này tôi sẽ đưa ra một bài tập. Và sau khi các bạn giải quyết được bài tập này, chứng tỏ rằng các bạn đã nắm vững các kiến thức về autocomplete. Thông tin của bài tập này như sau. Đối với mỗi phần tử trong autocomplete, lúc này sẽ là một đối tượng layer. Khi chúng ta thực hiện autocomplete cho các quyển sách thì rõ ràng mỗi phần tử hay là mỗi dòng nó là một đối tượng quyển sách. Còn lúc này tôi yêu cầu mỗi dòng là một đối tượng layer. Và đối với mỗi đối tượng layer, chúng ta cần các thông tin như là tên của cầu thủ, điểm đánh giá của cầu thủ đó, hình ảnh của cầu thủ và câu lạc bộ mà cầu thủ này đang thi đấu. Như vậy, để tạo ra được một đối tượng layer thì rõ ràng chúng ta cần xây dựng last layer. Thông tin gồm có name, score, avatar và look. Khi chúng ta xây dựng một đối tượng quyển sách thì chúng ta có last book bao gồm ID của quyển sách đó, tên của quyển sách và giá tiền của quyển sách. Còn bây giờ chúng ta sẽ thay đổi lại một tí. Chúng ta sẽ tiến hành xây dựng last layer với những thuộc tính mà tôi vừa nêu. Đối với name thì các bạn có thể cho kiểu dữ liệu của nó là kiểu gene, score có thể là kiểu số thập phân hoặc là kiểu số nguyên. Avatar, các bạn có thể lưu tên của hình ảnh. Look là tên của câu lạc bộ. Và các bạn phải kết tâm được phần giao diện cho autocomplete tương đương với hình vẽ mà tôi đã trình bày ở phía dưới. Thông tin của một dòng cũng bao gồm có hình ảnh của cầu thủ đó, tên của cầu thủ, điểm đánh giá của cầu thủ và câu lạc bộ mà cầu thủ này đang thi đấu. Các bạn cố gắng sử dụng các kiến thức về Raobo Resort để các bạn tạo ra được một giao diện như thế này cho mỗi dòng. Và sau khi chúng ta đã kết tâm được phần giao diện cho autocomplete, chúng ta tiếp tục kết tâm lại phần filter. Ở đây, đối với phần filter, chúng ta yêu cầu sau khi người dùng nhập vào hai ký tự sẽ bắt đầu việc tìm kiếm và hiển thị các kết quả tương đồng. Và yêu cầu filter dữ liệu sẽ theo tên cầu thủ và tên câu lạc bộ mà cầu thủ này đang thi đấu. Ví dụ như người dùng họ nhập vào ON thì chúng ta bắt đầu tìm kiếm dữ liệu và sẽ tìm xem cầu thủ nào có tên hoặc tên câu lạc bộ có chứa ON sẽ hiển thị. Khi chúng ta kết tâm lại phần filter cho các quyển sách thì chúng ta lấy tên của quyển sách có chứa các giá trị mà người dùng họ nhập vào. Còn bây giờ chúng ta sẽ phát triển thêm một tí. Đó là tên của cầu thủ hoặc là tên câu lạc bộ, miễn có chứa ON thì chúng ta sẽ hiển thị. Như vậy, chúng ta sẽ quay lại phần mã nguồn và tôi sẽ gợi ý cho các bạn cách để chúng ta kết tâm lại phần filter. Và đây là đoạn mã lệnh mà chúng ta kết tâm lại phần filter khi chúng ta lọc danh sách của các quyển sách. Toàn bộ nội dung này, chúng ta lấy tên của quyển sách hiện tại và miễn sao nó có chứa ký tự mà người dùng họ nhập vào. Như vậy ở đây chúng ta chỉ cần bổ sung thêm, thay vì toàn bộ nội dung này là tên của cầu thủ thì chúng ta thêm điều kiện hoặc và tên của câu lạc bộ. Như vậy thì yêu cầu của bài tập các bạn đã nắm được. Các bạn hãy cố gắng sử dụng các kiến thức mà chúng ta được học. Chúng ta hãy giải quyết bài tập đó. Thực chất thì bài tập này nó cũng không quá khó đối với chúng ta. Chúng ta chỉ cần xây dựng một last layer và chúng ta viết lại phần kết tâm cho filter thì chúng ta sẽ giải quyết được. Và để cho các bạn dễ thực hiện thì ở đây hình ảnh của các cầu thủ tôi cũng đã chuẩn bị sẵn. Icon look, icon score tôi cũng đã chuẩn bị sẵn. Các bạn có thể sử dụng các tài nguyên này để chúng ta giải quyết bài tập đó. Và chúc các bạn thực hiện thành công bài tập mà tôi đã đưa ra để chúng ta ôn tập lại các kiến thức về autocomplete.